Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hồng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến một video nữa. Và hôm nay không phải là mini world sinh tồn cực hạn, cũng không phải là reaction TikTok Free Fire. Thì rất là lâu rồi, từ cách đây khoảng một tháng về trước thì mình không có hay làm video về reaction TikTok Free Fire nữa. Tại vì làm cái đấy hơi bị bản quyền ấy. Như là mình lỡ mà mình bỏ nghề reaction rồi. Nhưng mà hôm nay thì có một MV mà mình nghĩ là mình rất là muốn reaction. Đó là MV mới của Hero Team mang tên là Hero Đại Chiến Free Fire. Thì trước đấy thì cũng có mấy cái MV khác với cả là mấy cái video kiểu rap battle khác của Hero Team như kiểu là Anh Em Tốt các kiểu thì mình có nghe, nhưng mà do là nó chỉ là bài hát không thôi nên là mình không reaction. Nhưng nếu như là một MV thì mình sẽ reaction, còn cái MV bước vu quy thì thực ra nó không liên quan đến game của mình ý, nên mình không reaction. Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào để reaction MV nha. Anh Em Tốt mình xem rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem MV này. Nói chung là các MV rap thì mình không biết là ai viết lời, nhưng mình nghĩ chắc là phần lớn là người viết lời và kiểu như sáng tác lời bài hát sẽ là Siro. Mà Siro thì trước thì nói chung là thời mà mình còn làm chung team với nhau thì Siro là một người có thể nói là có cái kỹ năng rap khá là tốt, với cả là đặc biệt là Siro có hay viết được ra những cái vần điệu các thứ kiểu hay, từ hồi đấy đã hay viết mấy cái bài rap kiểu rap chơi chơi rồi, thì bây giờ là gọi là chuyên nghiệp hơn một tí. Rồi chúng ta sẽ cùng xem bài hát này nha các bạn nha. Bỏ cái reaction này, nhưng bây giờ tôi reaction lại biết không ạ? Mấy ông này đòi tôi xem nhiều quá. Với cả sau này tôi hay lên Facebook, tôi hay thấy chia sẻ cái ảnh của cô Ngân với cả Simmy. Cứ chia sẻ là gì mà 2020 là cô Ngân, 2021 là Simmy. Siro ngầu hơn hẳn ngày xưa nhá, ngày xưa đỡ ngầu hơn. Ngày xưa ổng đỡ ngầu hơn. Thực ra mình không nghe được lời nên chắc là mình phải bật phụ đề thôi các bạn ạ. Bỏ cái máy xuống vì tôi chẳng bằng ai. Rap game này tôi thắng vì nó khá là hài. So sánh tôi với anh thật quá là sai. Vì phong nóc rồi chết là đồ khá là cài. Ôi, phong cận. Phong thì thực ra là mình không nghĩ là Phong ấy rap được, nhưng mà từ cái lần sau mình nghe bài Anh Em Tốt thì thấy Phong rap khá tốt. Ngày xưa thật sự mình nói thật với các bạn là mình kể câu chuyện ngày xưa mình làm mini war thì mình rất là ghen tị với Phong Cận, bởi vì là Phong ngày xưa mình quen từ cái thời mà Phong còn đặt tên là Phong Zido. Xong cái rồi Phong thấy kênh đấy bị sao ấy nhỉ, mình quên mất rồi. Xong rồi là cái Phong bỏ kênh đấy đi, rồi đặt tên kênh là Phong Cận TV, rồi thì Phong lên như diều gặp gió luôn. Kênh của bọn mình lên được khoảng 100.000 sub thì kênh của Phong Cận lên được gọi là gần 1 triệu sub luôn. Cho nên là mình khá là gato Phong, và thật sự là mình rất là ngưỡng mộ Phong về cái khả năng làm video mini war. Bây giờ thì chuyển qua game khác nhau, mặc dù là không còn gọi là liên quan đến game của nhau nữa, nhưng mà thật sự mình vẫn rất là luôn ghen tị với tài năng của Phong. Thật sự là mình không biết là Phong có một sức hút gì đấy mê hoặc đến cái mức nào, nhưng mà thật sự là tất cả cái video của Phong ngày xưa rất là nhiều view và mình chả và mình đuổi nổi một góc. Cho nên là mình vẫn luôn luôn rất là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị ấy, thật sự luôn đấy. Trai của Phong thì nó bán như súng, bởi vì Phong headshot thì chắc chắn là trúng. Hero Phong nắm chùm thì chắc chắn là đúng, và đối đầu với Phong thì chỉ đặt mình lên cũng thôi. Đúng, mình nói thật, mặc dù là trưởng team của Hero Team thì là anh Mr. Vịt, nhưng mà thật sự là mình luôn luôn mình trong đầu mình luôn có một cái tư tưởng là Phong Cận TV là chùm của Hero Team, thật sự đấy. Từ trước đến bây giờ đã vậy rồi. Ngày trước mình cứ hay nói trêu trêu là Phong Cận là chùm của Hero Team ấy, thật đấy. Chùm thiệt luôn. Để tìm mì. Hình như là cái bài rap này nha, mình không nói là bắt chước nha, nhưng mà ý mình là cái bài rap này nó có làm mình liên tưởng và nó khá là giống với lại là cái MV streamer đại chiến rap battle mà bọn mình đã từng rap kiểu cả lick thách đấu chính được tao đi qua đấy kiểu vậy. Kiểu nó sẽ rap là từng người nó rap với cả là cái phong kiểu đằng sau cái background nó cũng giống na ná như vậy, kiểu âm u rồi các cái bục lên rồi cái xong rồi là kiểu múa xong rồi là thêm cả những cái hiệu ứng vào tay thiết các kiểu ấy, rồi hay rap kiểu khịa nhau giữa các người với nhau, như kiểu là Phong Cận vừa khịa Ro, còn Timmy thì vừa cận Simmy đấy, à vừa khịa Simmy đấy, kiểu vậy. Giống luôn. Karen.
Bác ở Hero còn phải gọi tao ông ngoại. Caron thì là người đầu tiên mình chơi với Hero Team, không phải là Siro đâu nhá. Người đầu tiên mình chơi ở bên Hero Team là Skyrun. Mình chơi từ hồi năm 2017 rồi, từ cái hồi mà mình còn là một thằng nhóc livestream kiểu chơi game dạo dạo và va vẩn ấy, thì Caron vì ở comment. Sau cái là Caron hồi đấy là Minecraft, thế là bọn mình quen nhau. Sau cái về sau bọn mình chơi với nhau rồi đến cái thời mini war chơi thân hơn. Hiện tại thì bọn mình kiểu gọi là cũng có qua lại với nhau thôi, chứ còn thực ra thì bây giờ mình làm game khác rồi mà, nên là bọn mình cũng kiểu không hay liên lạc với nhau lắm nữa. Nhưng mà vừa mới đây đợt mình đi sự kiện của Nemo thì có gặp. Sammy. À, Sammy thì thật sự là nhảy rất đẹp. Sammy thì luôn luôn là nổi bật với cái khả năng nhảy và diễn xuất, để mình thay cái background khác cho nó đỡ mất ngầu đi. Thì Sammy thì kiểu mình hay xem mấy cái TikTok kiểu Sammy nhảy ấy. Kiểu nói chung là nhảy rất là điêu luyện và có vẻ như là Sammy rất là thích về việc nhảy, nên là chắc chắn là trong cái việc đóng MV này thì nhảy múa với cả là hát hò thì Sammy rất là tốt rồi. Kiểu thể hiện được lên cái thần thái rất là tốt ấy. Đấy, cho nên là không phải bàn cãi gì cả. Còn về xinh thì thực ra thì bây giờ các bạn nghĩ xem người yêu của chùm Hero Team thì nó có xinh không? Rõ ràng là có rồi. Đấy, rất ngầu luôn, kiểu thần thái rất tốt đấy. Siro. Sao mình vừa nãy mình nghe cái câu kia thì câu cuối lại là thành bất bại chứ không phải là bất tài nhỉ? Trong khi sắp là bất tài mình không quan tâm lắm, nhưng mà kiểu Siro là người rap chắc có lẽ là tốt nhất của Hero Team rồi, cho nên là không phải bàn cãi về việc Siro rap có chuẩn hay không rồi. Còn với cả là những cái lời bài rap của Ro, thường là cái lời của Ro sẽ là cái lời khó nhất và nó kiểu nó líu lưỡi ấy, thì nên là mình cũng không bàn cãi rồi. Nói chung là rap nghe thì nó phải gọi là chất thôi rồi luôn. Về độ chuyên nghiệp thì bỏ qua, còn về cái vấn đề hát kiểu múa may thì có vẻ là Siro vẫn còn ngượng, chưa chuyên lắm. Mình biết mà, tại vì mình cũng đã từng diễn là mình ngượng nên mình biết kiểu múa tay các kiểu vẫn còn cứ bị lặp đi lặp lại. Chắc kiểu là nói chung lúc diễn thì nó cái lúc bình thường thì nghĩ ra nhiều cái lắm, nhưng cái lúc diễn thì nó không nghĩ ra nhiều. Thôi bỏ qua đi. Còn nói về những người ở đây thì mình có vẻ như là mình biết gần như là tất cả. Đây hình như là, nếu như bạn này mình nhớ không nhầm thì bạn này là Khang G. Bạn này ngày xưa là ở B team, xong rồi chuyển qua thành Noob team thì phải. Mấy cái team kiểu chơi cùng với lại là ở trong Hero Media ấy. Đây là bạn này như kiểu là mập Doran này thì phải này. Bạn nữ bên này thì đây là bạn nữ hay bạn nam nhỉ, mình không rõ lắm, nhưng mà nếu như mà đây là nữ thì chắc là này là cái bạn Naobi, ngày trước là fan của bọn mình, fan của Hero Team, xong cái rồi và đấy giờ bạn lại làm YouTuber. Đây là anh mà béo này, lúc trước ở trong team của mình này, Phong Cận này, Timmy này, Kyron này, Simi này, Siro này, Sammy này, đây là anh Pa Chí Bùn. Anh này là kiểu cũng là chùm, cái này không phải chùm cuối, cái này là chùm ẩn của Hero Team đại gia đấy các bạn. Đây là Mr. Vịt này, đây là chị Camui lùn nhất Hero Team, nếu không phải bàn là nhìn phát biết ngay. Còn đây là anh T Gaming, anh này mình cũng quen từ hồi mình làm mini war. Nói chung anh T Gaming giỏi lắm, mình ngưỡng mộ vãi nồi luôn, nhiều view ấy thật sự. Vãi mà anh Bùn. Simi cười đang diễn cái xong kiểu fail cười. hơi buồn cười tí, nhưng mà không sao, vẫn diệt thuộc này đấy. Chụp ẩn, gọi chụp ẩn đại gia, chụp ẩn Hero Team. Chiến trường trình độ chị đầy ngang cả thiên tướng, solo với chị Sammy không dám, Hero chị đầy 1 cân 8, mũi chẳng có gì mà chỉ có tai, chị đại ca mũi đây là bất bại. Gáy đi khi mày có thể, đến khi gặp tao mày chỉ có lẻ. Súng tao mài rua đi khi họ kể rằng Ti cái minh huyền tại sống vì khó phê. Mấy thằng tốt thì đứng trước tao không có tuổi, dù tốt qua sông chỉ có tiếng chứ không có lùi. Tì phần.
phận làm tốt, làm sao mày có đường lui tao. Chiếu tướng rồi mày làm sao cuối được lo. Xin tự giới thiệu, tôi Kỵ là anh Ti. Mình hơi bị ngượng quá nên là mặt anh ấy đúng kiểu một màu luôn. Anh ấy cứ nhìn vào camera và anh hát cái gì anh cần hát thôi ấy. Kiểu hơi đơ đơ một tí ấy. Nên là nó hơi tổ hài một tí. Mặc dù lời rất là nghiêm túc nhưng mà thật sự là mặt anh ấy cũng nghiêm túc luôn. Nhưng mà mình nhìn mình đéo thể nào nghiêm túc được. Không biết các bạn giống mình không. Tôi không nghiêm túc được ấy. Một cười mà. Đây là Simmy. Vãi lại cơm chó rồi mẹ. Xong lời bài hát cũng nhắc tên người yêu. What the fuck? Xong chuyện, xong tử chiến lần này không được. À, trong trận chiến lần này, à trong cuộc chơi tử chiến lần này không được đem tình cảm vào đây. Thế mà vẫn nêu tên cái luôn vào trong lời bài hát. Lừa. Mặc dù là thực ra Simmy là người yêu của Kyron nên là nó là hoa đã có chủ. Thế mà mình muốn nói như này là mình nói thật với các bạn luôn là mình không quen với việc nhìn Simmy ăn mặc kiểu mấy bộ đồ nó mang tính chất nó gọi là sexy như này ấy. Tại vì là bình thường kiểu ngày xưa mình có chơi cùng nhau thì là Simmy mặc đồ nó hơi rất là giản dị và thường hay mặc áo phông hay là mặc những cái món đồ nó mang tính chất kiểu nó hơi rộng ra ấy. Rồi kiểu sẽ làm cho người mình nó lùn nó cái trông nó kiểu nó hơi quê giản dị ấy. Đấy, không kiểu ăn mặc kiểu sexy cho lắm nên là nhìn Simmy ăn mặc sexy của này tôi cũng không quen cho lắm. Tôi lấy giấy lau tay. Đây Mr. V chắc luôn. Sao ở trên này nó danh vọng tên mày bay màu. Nói tôi rồi. Ui, nào là tay to, nào là tốt đầu. Nhưng mà ở trên đại lộ danh vọng thì lại đéo có tên mình. Thì chắc chắn là mình rồi các bạn. Mình ao đại lộ danh vọng rồi. Đấy ông, nào là streamer, nào là thích đấu. Sao đại lộ danh vọng không có tên của mấy khác dấu. Ui, đau quá. Câu này không phải chửi tôi chứ là chửi ai. Không có tên của mấy khác dấu. Ôi, thế cái đoạn beat nhạc của anh Vịt đoạn cuối này nghe ngầu vãi hồi luôn. Nghe chắc các bạn sẽ thích cái đoạn này nhất luôn ấy. À không tính đoạn của Simmy, vì đoạn Simmy dạo gần đây thì mình thấy cộng đồng mạng đang hơi nổi cộm quá. Còn về đoạn của anh Mr. Vịt thì mình nghĩ chắc là cái đoạn nghe nó kiểu rap ngầu nhất ấy. Nếu các bạn có thấy nó lại nôm na của đoạn của tôi không? Đoạn của tôi cũng là cái đoạn nghe bánh cuốn nhất ở trong cái streamer đại chiến là gì nữa. Thì anh Mr. Vịt thì kiểu có cái khả năng diễn xuất với cả khả năng kiểu diễn thần thái của mình khi mà đóng MV các kiểu cái thứ thì nó đạt vãi nổi luôn rồi. Nên là trông kiểu nó không có bị gọi là sạn nó lắm. Chỉ là hơi thấy thấu hài một tí là anh ấy với mình đều trông lùn ấy. Mà lùn xong rồi là kiểu múa với động tác ngầu. Thực ra nhiều khi nó cũng không ngầu nổi. Trông nó hơi buồn cười. Nếu mà anh Mr. Vịt mà cao lên khoảng tầm lên từng này thôi thì phải gọi là trông nó ngầu vãi trưởng luôn. Đấy. Ở đó đã tắt điện à? À ok, đoạn này tắt điện các bạn ạ. Tự dưng tôi thấy giống lại bài rap tôi nhỉ. Để tôi nghe lại đoạn rap của tôi cái với ông nhá. Đây. Phải đồng cách cộng đồng mình. Tránh ra cả lũ thách đấu tránh cho tao đi qua. Chúng mày chẳng thể cả cơn bão Adida. Phát của tao mùa đông mà không lạnh. Tao không biết cống kể cả khi tao đã đi ra. Ui, mẹ, thời ngày xưa các bạn ạ. Thời mà chúng tôi còn chưa là cái đờ bờ rẻ rách gì trong cộng đồng này cơ. Thời mà chúng tôi đéo biết. Các bạn nếu biết chúng tôi là ai luôn thì thời đấy là đấy nó chính là bây giờ đấy. Ok được rồi. Nói chung là một cái MV rất tuyệt vời và lên tận top 2 thịnh hành trò chơi thì top 2 thịnh hành quốc gia chắc chắn nó không phải dạng vừa rồi. Dẫu cả ai nói gì nói qua nói lại nói lên nói xuống hay là gì cả thì cái MV này vẫn là một MV đứng top 2 của quốc gia. Chắc chắn nó là một MV rất là tuyệt vời và nó là thành công.
rõ ràng rồi, và trong vòng 2 ngày thôi nó đã lên được đến tận gần 3 triệu view như vậy, thì chứng tỏ là nó là một MV rất thành công và một con số view mà rất là nhiều các ca sĩ nổi tiếng phải mơ ước rồi. Nên là xin chúc mừng Hero Team với kiểu như là thành công này, mặc dù là mình không liên quan gì mà mình cũng không có tư cách gì, nhưng mà nói chung là với một tư cách là một người đã từng gọi là có quan hệ cùng thôi, chứ còn bây giờ thì chắc là mình không có gọi là làm một cái gì cả. Nhưng mà chúc mừng Hero Team, và mong rằng các sản phẩm tiếp theo ngoài Anh Em Tốt này, rồi Đừng Quên Tình Yêu phiên bản parody, rồi đến cả Bước Vô Quy, và bây giờ là Hero Lại Chiến Free Fire, thì tiếp sau nữa sẽ là MV tiếp theo, thì mong rằng là nó sẽ thành công hơn nữa và đạt được top 1 thịnh hành trong MV này nếu như có thể. Còn nếu như MV này mà không đạt được, mà tôi thấy cái top thịnh hành 1 nó đang hơi căng, thì tại vì là nó có cái đấy thì nó hơi căng, thì hy vọng là cái MV tiếp theo sẽ là MV đạt được top 1 thịnh hành. Nhưng mà nói chung là nếu mà MV này đạt top 1 thịnh hành thì nó cũng rất là xứng đáng thôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo, và xin chúc người ta này tốt lành. Video của reaction của mình xin phép dừng lại tại đây thôi. See you again, bye bye.